Với sự xuất hiện của rất nhiều loại wireless microphone nhỏ như thế này, việc setup mic thu âm khi quay video trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng cũng chính vì nó quá đơn giản, thế nên nhiều người lại không chú trọng để setup nó một cách có thẩm mỹ hơn. Một cục lông to tàu bố như này ở trước cổ gây sự chú ý không cần thiết, bởi vì người ta luôn chú ý vào những cái sự bất thường. Vậy thì làm sao để có thể setup mic thu âm một cách chuyên nghiệp hơn và có tính thẩm mỹ hơn như phương Tây đây? Đây là con mic wireless 7 RAM DW20. Nó là một con mic wireless 2 thu 1 nhận. Đi kèm đó là hai mic lavalier cài áo cùng bộ jack chuyển đổi giúp cho bạn có thể sử dụng đa dạng từ máy ảnh, điện thoại, máy tính. Khi sử dụng nó với thiết bị thu âm phù hợp, con mic này có thể thu vào với chất lượng 48kHz trên 24 bit, giúp ích cho việc hậu kỳ vì có nhiều thông tin hơn. Nó cũng được trang bị 3 mode thu âm là kênh đơn, mono, kênh đôi stereo và safety mode. Với safety mode, các bạn có thể thu một kênh với âm lượng giảm -6 dB so với kênh chính để khi mà mình nói to quá sẽ có một kênh để dự phòng. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vài cách để giấu mic thu âm sao cho chuyên nghiệp hơn nha. Gaffer tape. Đây là một loại băng keo kỹ thuật rất phổ biến trong làm phim. Nó có độ bền cao, dễ dàng dính lên bề mặt nào đó. Khi bóc đi thì không để lại keo. Đây là một cuộn băng keo y tế bằng chất liệu vải rất mềm. Nó sử dụng một loại keo đặc biệt để không gây kích ứng da. Bạn làm một cái vòng như thế này ở khoảng cách từ 5 đến 10cm bên dưới cái mic. Dùng một mảnh băng dính, cột nó lại. Tuy nhiên không cột chặt mà hai sợi dây vẫn di chuyển được. Khi đó cái dây sẽ di chuyển bên trong cái vòng, làm giảm áp lực cho dây mic, tránh những tiếng ồn khi mà diễn viên vận động. Với trường hợp phỏng vấn thì chúng ta không nhất thiết phải giấu mic thu âm, nhưng mà chúng ta cũng nên set up sao cho nó gọn gàng đẹp đẽ. Đầu tiên, chúng ta sẽ lồng sợi cáp vào phía trong cái kẹp, tạo một đường cong như thế này. Tiếp tục uốn nó một vòng lên phía trên và kẹp nó vào phía đầu mũi kẹp như thế này. Về cơ bản là mình có một hình ellipse như thế này, nó được gọi là broadcast loop. Sau đó, kẹp nó vào khoảng giữa cúc áo thứ nhất và hai, khoảng 10cm từ miệng, với một nửa vòng phía mic bên dưới, phía ngoài, một nửa còn lại ở phía trong. Thì cái đường cong bên trong này giấu ở cái vạt áo này. Ok, đây là kết quả. Đấy, ok đúng không các bạn? Sử dụng hai miếng băng keo y tế với một miếng nhỏ hơn, miếng lớn dài khoảng 8cm, miếng nhỏ dài khoảng 5cm. Sau đó, dính cái mic vào miếng băng keo nhỏ hơn, với phía đầu của mic, ngay phía trên của miếng băng keo như thế này, rồi gắn nó vào mặt không dính của miếng băng keo lớn để thừa một khoảng trống phía trên nhé. Setup như thế này gọi là sandwich. Phần mặt dính của miếng băng keo lớn dính nó vào ngực của diễn viên khoảng 10cm từ miệng. Ngay phía trên và dưới cái vòng nhỏ dính thêm một miếng băng keo y tế nữa để nó khỏi chạy lung tung. Đây là hình ảnh sau khi đã setup xong thì ở trên ngực mình. Đó, ở vị trí này mình sẽ cử động này. Đó, rất là thoải mái và mình nói chuyện thì nó sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều lắm. Nếu nhân vật là nữ thì bạn có thể nhờ một bạn nữ khác để set up. Còn nếu mà việc set up ở ngực quá bất tiện thì sau đây là một vài cách khác. Chuẩn bị hai miếng băng dính dài khoảng 10cm, gấp cái đầu phía trên lại như thế này, mặt có keo dính ra ngoài, rồi gấp tiếp để tạo thành một hình tam giác như thế này. Sẽ đặt đầu mic vào một góc của tam giác và kẹp giữa hai cái tam giác. Ok, đây là âm thanh thu từ dấu ở phía dưới cổ áo này, đúng không? Dính vào, và dây mình luồn ra sau, đi xuống đằng sau lưng mình, rồi giữ dấu lại bằng cái vạt áo. Đó. Trong trường hợp ví dụ diễn viên của bạn có thiên hướng mà nói quay cái đầu sang phải thì chúng ta set up bên phải. Còn nếu mà diễn viên có thiên hướng quay sang trái thì chúng ta sẽ set up bên trái. Dấu dưới áo khoác. Ra đi cái đường dây như thế này đi ra ngoài và chúng ta đóng vào thì chúng ta sẽ giấu được cái mic dưới áo khoác, đúng không? Thì đây là âm thanh được giấu dưới áo khoác, nghe cũng ok đúng không? Ngoài ra thì các bạn có thể làm tương tự để giấu phía vành tai này, hoặc là trên khăn, hoặc là dưới mũ của mình thì đều được hết. Thì hãy sáng tạo dựa vào những cái trang phục của diễn viên, của nhân vật thì chúng ta có thể giấu.
Vòi xế đít vẫn cứ là chân ái. Công việc làm phim vốn đòi hỏi sự tỉ mỉ và chi tiết. Từ những cái chi tiết nhỏ như thế mới tạo nên những tác phẩm hay. Những chi tiết nhỏ nhặt nhưng chỉnh chu đó có thể góp phần làm bạn khác biệt so với đối thủ cạnh tranh của mình ngoài kia. Mình thì thích làm việc với những người có đức tính đó hơn. Mình là Lân. Chúc các bạn có những thức phim thật là đặc sắc.